Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Taisekiki FM. Thành phố Aisekiki có kế hoạch bồi thường cho 4 vụ tai nạn xảy ra trên đường thành phố. Vào ngày 27, thành phố Aisekiki thông báo rằng 4 vụ tai nạn đã xảy ra trên đường thành phố từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 2 năm nay và thành phố đã đưa ra quyết định độc quyền về việc giải quyết và bồi thường cho tất cả những vụ tai nạn đó. Thành phố sẽ bồi thường tổng số tiền bồi thường là 1.119.000 yên. Theo thành phố, vào tháng 11 năm 2020, một phụ nữ bị gãy xương đốt sống thắt lưng và vào tháng 12 năm ngoái, một nam sinh cấp 2 đi xe đạp bị thương ở đầu gối phải. Vào tháng 1 năm nay, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bị bầm tím ở chân phải. Vào tháng 2, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã làm hỏng bình xăng của ô tô.